Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức tổ chức cái khoản mục chi phí như sau. Chúng ta vào khai báo vào khoản mục chi phí. Chúng ta nhìn thấy ở đây là được khai báo sẵn các cái khoản mục này rồi. Nó là những cái khoản mục thuộc của hệ thống, các bạn không xóa đi nhé. Các bạn sẽ để như thế này, vì cái này chúng tôi đã khai báo sẵn để có thể lên được bảng giá thành và hệ thống báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm và giá thành công trình xây dựng. Như ở đây chúng ta nhìn thấy có công đoạn trước chuyển sang là sử dụng cho các cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm có nhiều công đoạn, rồi là chi phí thầu phụ thì nó là chi phí của các cái công trình để tập hợp nên các cái chi phí thầu phụ trong cái bảng giá thành. Cái này các bạn không không xóa đi. Nếu chúng ta cần cái tiêu chí khoản mục chi phí theo dõi theo cái hệ thống tài khoản 641 hoặc 642 để biết được trong các cái khoản chi phí đấy có những cái khoản chi phí gì nhỏ, thì chúng ta chọn thêm mới ở đây. Chúng ta chọn ví dụ ở đây là chi phí quản lý, chúng ta đánh vào đây chi phí quản lý, và chúng ta sẽ tổ chức nó như một hình cây. Các bạn xóa cái thuộc khoản mục nào đi vì nó là cấp đầu tiên, chúng ta xóa và chúng ta thêm mới. Ví dụ đây là 001, đây là chi phí lương thuộc khoản mục chi phí quản lý, các bạn chọn ở đây. Đấy, ví dụ tiếp theo các bạn mở thêm chi phí quản lý, chi phí đây 002 đi, đó là chi phí bảo hiểm xã hội phải vân 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 các bạn. Đấy, thì các bạn khai báo như thế thì sẽ tổ chức được. Có những yếu tố mà khách hàng cần cái tiêu chí quản lý chéo, tức là ở đây muốn trong cái phần chi phí sản xuất này các bạn theo dõi ở tài khoản 154 hay là 622 cho cái chi phí nhân công, 154 cho thông tư 133 và cho doanh nghiệp nhỏ, và cái 622 cho doanh nghiệp lớn, thì các bạn sẽ mở cái khoản mục chi phí bên trên này nó sang bên cái danh mục mã thống kê này để theo dõi chéo. Tức là khi các bạn chọn khoản mục chi phí là nhân công trực tiếp thì các bạn chọn tiếp mã thống kê nó là lương hay là bảo hiểm hay là cái gì đấy. Như vậy các bạn sẽ theo dõi được chéo của cái hình thức này, nó rất là dễ cho các bạn, thì có thể các bạn có thể tổ chức một cách quản trị tốt nhất về phần mềm.